Chiều ngày 13 tháng 11, trước cổng trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, có rất nhiều khán giả là thương binh đến xếp hàng để chờ mua vé xem trận đội tuyển Việt Nam đối đầu với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 14 tháng 11. Có thể thấy, khác với những lần trước, lần bán vé này không có tiếng tranh cãi nào giữa những người mua vé với lực lượng an ninh và nhân viên VFF. Số lượng vé bán cho khán giả là thương binh trong trận Việt Nam, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là 400 vé. Chú vẫn vì bóng đá, vì tương lai của đất nước, chú vẫn lên trên này mua vé để đi xem. Nhà chú là thấy quá vất vả, Thái Thụy, Thái Bình. Chú ở Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình. Đấy, vẫn ở xa như thế, vẫn còn người hâm mộ thế mà bán cho các chú cái vé mà từ 12 giờ đến giờ mà xếp hàng như này bán, toàn thương tật cao cả thấp nhất. Chú nói là dạ, cái quy trình là như thế nào? Hả? Cái quy trình mua vé ở đây là như thế nào? Đây chú xếp hàng để mua vé xem bóng đá ngày mai. Ấy là giờ là vô là đăng ký à? Giờ vô đăng ký. Hôm nay đăng ký xong sáng mai mới được lấy vé. Xếp hàng như thế này mới được lấy vé. Tức là chú phải mất một buổi sáng mai nữa. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất diễn ra vào 20 giờ ngày 14 tháng 11. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.